Hello, tất cả các anh em, bên lại cơm bán hàng bảy nhật của mình hôm nay ha. Hôm nay thì mình lên một số cái món hàng nha. Lên được cái gì lên ha. Rồi, hiện tại mình còn đúng hai cục này thôi ha. Đó, cái clip giới thiệu thì hôm bữa mình cái giới thiệu rồi ha, mo ruột mo gan của tụi nó ra hết rồi, mình còn đúng hai cục này thì cách sử dụng đồ là có clip coi hết rồi ha, đèn pin đó ha. Rồi còn hai cục thôi ha, còn còn hai cục mà của Mr. Phi đặt với lại cục của Bác Dũng đặt thì vẫn còn nằm đây nha. Rồi nào rảnh thì ghé em lấy ha. Đây, giờ mình vô. Đây, đầu tiên bô tích như bờ test anh đi. Cái này là một một bao là 450 gram. Thì có này nó gọi là cái mỡ chịu nhiệt, em mua được một hũ thôi. Cái mỡ này anh em giờ xài rất là tốt ha, nó chịu được ở nhiệt độ 1100 độ C nên là cái mỡ chịu nhiệt. Thì cái mỡ này thì giá mới của nó thì em thấy cũng hơi đắt á nha, hơi đắt nhưng mà rẻ. Thì hôm qua em có quẹt ra thử một miếng. Đây, mình khui mình có quẹt ra thử một miếng để mình chơi. Thì ở cái hũ này thì thấy nó còn khá là nhiều ha. Để mở chịu nhiệt. Nửa ký nè, ký hũ này bán anh em giá cái bán cho anh em cái hũ mở này giá 250 nha, còn xài được nha anh em. Nè em qua thử cho anh em miếng nữa ha. Nó ở trong đây nó giống như là nó cấu tạo cũng nhiều của nhiều cái thứ mà nó giống như nó lấp lánh á, nó giống như là kim tuyến vậy á. Đây chứ không phải là nó dơ đâu ha, đây nó giống như là nhũ bạc vậy á. Đó, nó giống như là nhũ bạc vậy đó nha. Đây nhưng mà nó là mỡ chịu nhiệt nha, nó chịu được lên tới 1100 độ C đó. Rồi mã số 1, mã cái hũ này giá 300k nha. Số 1. Chuyển khoản bao ship nha anh em. Cái hũ này mua mới ở bên nước ngoài em thấy nó đắt lắm nha. Nè 100 độ C. Mã số 2. Mình có một cái cây súng hàng, cái mỏ hàng. Mỏ hàng chì tự động. Thì cái này nó dễ lắm, trong cái trường hợp mà khi mà anh em bấm á, anh em sẽ xả hai con ốc này ra, anh em rút ra, anh em xem cái chì nó có qua chưa ha. Nếu chưa thì bấm vô đây trả chì về. Nhưng mà anh em nhớ nha, cái cọng chì nó phải thẳng thẳng một tí. Còn nếu mà nó kẹt thì dễ lắm, anh em kẹt thì anh em mở hai này, hai này anh em rút cái này ra, anh em lấy cái chì cũ nó nhục đi ha, thì lấy cái chì mới thì ở bên trong nó cực kỳ đẹp luôn á. Ở bên trong nó mọi thứ nó đều sáng cón rồi. Đây em thì hết chì cuộn rồi, em lấy đằng miếng để em xài, nhưng cái đầu chì nó hơi xấu nè. Đây nè, để em cắt một khúc thôi, tại vì những cái đầu mà chì mà nó bị gấp khúc như thế này là vô nó sẽ kẹt nè. Bây giờ mình em vuốt nó đây. Vậy anh em lưu ý ha, khi mà đưa vô thì anh em nên chú ý cái đầu chì nó phải thẳng một tí nha, nó phải thẳng một tí. Đây mình cố mình vuốt để cho nó cái đầu chì nó thẳng,
Để cho nó đi vừa. Vô này, đó, nó đang chạy vô này. Ra không? Nếu mà không ra là nó kẹt. Rồi ra đây. À, rồi lúc này khi mà ra rồi thì anh em xài vô tư ha. Đó thì anh em chỉnh. Còn nếu cái mỏ hàng này nó ngắn quá thì chỉnh cho nó dài ra cho nó đụng. Đó. Đó đây ha. Nó vừa hàng vừa hàng vừa bấm chì ha. Rồi. Ha, rồi ok. Cái mỏ hàng này bán giá 300k thôi. Mà số 2. Cái đồ chuyển khoản nó ship nha anh em. Cái mỏ hàng này em thử rồi ha. Em có thử em bấm ra chì rồi nhiệt đồ thì nó ok, đây nó dính chì nè, nó ok nha. Số 2. Mã số 3. Đây. Có một cái mỏ hàng ga mới rất là đẹp của Nhật, Made in Japan. Cái tên nó là Cotelizer. Rất là mới. Trong đây nó có một ít cái ga có sẵn của nó. Thì hồi nãy em có thử rồi, em quay cái video đầu tiên, cái này nó chưa xài đâu. Quay cái video đầu tiên nhưng mà nó bị hư, bây giờ em quay lại cái video thứ hai. Mình có thử thì khi anh em bấm thử là lửa nó sẽ cháy ở đây ha. Nó làm nóng cái này nó chảy, bây giờ em bấm lên nè. Còn ở đây là tăng ga, giảm ga. Còn on off tắt là bấm tự động nè, bấm lên. Đó. Đó, nó đỏ lên đó anh em thấy không? Nó đỏ lên là nó nóng, anh em đợi tí xíu. Nó đang đỏ ha, nó đỏ này là nóng. Nóng lên là nó sẽ chạy chì, chạy rất là đã luôn, nóng rất là nhanh luôn. Tăng ga lên này, nãy là ga hơi nhỏ rồi chạy lên nè. Tắt rồi đó anh em. Giờ sao? Tắt là ngậm điện thoại nhưng mà nó còn rất là nóng. Sạch sẽ nha, rất là mới đẹp luôn. Rồi cái này bán 300k để cho nó nguội rồi bỏ vô chứ không nó teo mấy cái kia. Này là mã số 3, 300k nha. Mã số 3, 300. Thì cái này nó đơn giản, hết ga anh em lấy cái bình ga mini em chọc vô anh em xịt nó lên thôi ha. Nhưng chẳng cần phải qua phòi qua gì hết, mình đi thục vô mình sẽ bơm. Còn trong này nó còn nửa bình ga zinc của nó, nóng lắm à, nóng lắm, để cho nó nguội đi. Rồi mã số 4. Mã số 4, rồi mình có một cái cây chuyển gốc của Anet ha. Trong cái Anet Made in Japan cái tay này anh em sẽ đổi được ha, anh sẽ đổi vị trí cái tay được, đổi hai bên được, bên nào thuận thì mình sử dụng thôi. Thì cái này là sao, cái này là trong cái trường hợp mà cái góc nó hẹp, nó tầm 20cm hoặc 15cm đi, thì cái máy bắn vít bản thân cái máy đã để dài 20 rồi, thêm cái mũi vít, thêm cái cây vít này, anh em sẽ bắn cho không được những cái góc kẹt này ha. Thì anh em sẽ đưa cái này vô, anh em gắn vô máy bắn vít, anh em bắn thì cái này nó xuống ha. Đó, cái này Made in Japan, lưỡi này còn đẹp nha.
đây cho anh em xem ha, nó còn đẹp đẹp ống luôn ha. Rồi cái này 300k nha, không bể nha, thôi bể nhâm bể răng gì ha. Đây bắn vô chuẩn này, chuẩn Nhật chuẩn Mỹ ngắn hơn. Đó, bắn vô là bộ tư ha, 300k. Cho cái mã số 1 2 3 4, số 4 đây gọi là chuyển góc nha. Còn anh em thích cái này của hàng hiệu thì nó hơi mắc ha. Cái này hình như ở ở trên trang mạng điện tử nó có bán cái này của Đài Loan hay Trung Quốc gì á. Đài Loan hay Trung Quốc thì cái răng nó bằng nhựa, còn răng này nó bằng thép. Số 5 có một cái đầu búa bi của Mỹ, KCC nè, KCC gì ha, SST 1/4. Cái lưỡi cái này nó to hơn cái đầu búa bi bình thường, nó to hơn cái đầu búa bi mini ha. Cái này cái đầu này đầu này bán 250 nha. Số 5 1 3 4 là số 5 250k nha anh em. Cái đầu này của Mỹ nha, hãng này của Mỹ nữa ha. Đầu này của Mỹ, đóng thì rất là đã luôn ha. Và số 6 một con Eto mini. Eto này Eto xương cá hàng siêu tầm. Eto mini hàng siêu tầm đây. Kẹp bàn giống như bữa anh nào mua cái Eto xương cá lông lớn rồi thì bây giờ có cái nhỏ này kẹp cho đủ bộ. Cái này thì làm cho mấy thợ sửa chìa khóa, mấy thợ làm chìa khóa, mấy thợ làm điện tử là rất là khoái. Nhưng mà con này con xương cá nhìn rất là chắc chắn ha. Đây hai mang cá nè. À, con này thì hàm của nó là hàm 33 mở được 33 ha, 30 ha. Rồi con này 350. Số 6 350. Mã số 7 có một cái Eto Venlit, Eto gỗ Venlit V40 Made in Japan. Con này cũng chưa sử dụng nha. Đây sơn xiết nó còn nguyên zin, đe chưa dốc sơn. Ở trên này thì nó ngay thôi, ở trên này thì nó cắm đồ nghề rồi thì lấy, nhưng mà nó bằng gỗ không bằng chậm ha. Đây mới quan trọng nè ha, đó, nhìn rất là đẹp luôn nha. Rồi con này bán 500k. Còn mã số 7 con này là hàng 110 ha anh em. Rất đẹp luôn ha. Đây, Made in Japan ha. Số 8 có một cái bơm hơi xe ô tô, xe máy, bơm hơi này bơm hơi di động nha. Áp của nó được 7kg nha, 700kPa là 7kg ha. Đây nha, điện DC 12V 30 phút gì đó ha, 245kPa 30 phút gì đó ha. Mà cái máy này nặng ký 6, nhìn rất là đẹp ha, rất là xịn sò. Đây, mắt in chập băng ông tắt là nó cái đầu điếu nó đây ha. Đầu điếu thì anh em thích về gắn dây vô nhiêu đó gắn. Con này rất là đẹp, đồng hồ rất là mới luôn nè ha. Con này sắp đi rất là tiện dụng và đẹp luôn, Made in Japan hết ha, rất là đẹp luôn. Cao su đệm chống ồn vẫn còn nằm đây ha, ba cục. Con này rất đẹp, con này nó đường khí vào đấy này, bơm bê tông đẩy ra đẩy ra, đồng hồ rất là đẹp. Rồi muốn con này nó như bơm bê hút ha. Còn mấy anh em muốn hút chân không thì anh em mở cái phe này ra, đẩy vô cái đầu này, đưa cái ống này vô nó sẽ hút chân không ha.
có hai con máy này vừa hút thổi nè. Rồi cái máy này là mã số 8 700k nha. Số 8. Một cái bơm mini bơm xe hơi mà của Trung Quốc, trong cái hộp nhựa thì anh em ra siêu thị Amon mua thì nó cũng 1.3, 1.4, 8.5 ha. Là số 9. Có một cái khoang của Mỹ, con tay của Mỹ, cam Gimbal ha. S Magnum USI, con này cổ, con này đời 1992. Cái này thì để anh em bỏ cái mũi khoang. Nói chung là cái tay cán của nó rất là to đó anh em. Rất là to luôn. Rất là to. Đầu mũi thì kẹp một còn đẹp, mọi thứ còn đẹp. Đây, cho cổ. Con Eto này thì nó tổng chiều cao của nó được 30 cm nha. Cái bánh đà của nó là cái bánh của nó là cái đường kính là 85-90 đó ha. 85-90 đó ha. Rồi. Đó là đẹp luôn ha, Mỹ. Cái này bán giá 600k. 600k. Cổ ha, con này cổ. Mã số 7, 8, 9. 600. Chuyển khoản bao ship. Mã số 10. Mình có một cái cây bắn ly V của hãng Top. Top là của Nhật nha. Top này T360 độ nè. Cái đầu mở của nó còn nguyên ha. Nguyên cái bộ đầu khẩu nó còn nguyên. Đây, muốn bấm ở chiều nào bấm. Bấm vô tư, bấm được 3 chiều quay được 360 độ ha. Con này rất là to, là cao su của nó không bị dập, bị bể, không bị nứt. Rất là đẹp luôn. Con này bán 500k. Con này là mã số 10. Mã số 10 500 nha. Mã số 11. Cái cối xay của anh National Made in England. Cây tập cán bằng kim loại rất là đẹp luôn. Spon như là ha. Đó. Cái lưỡi dao nó đẹp luôn ha, anh em. Cái này là nó vừa khóa mà vừa tăng cái độ mịn của cái này luôn ha. Nó hai lưỡi dao. Rồi, cái này bỏ vô thì lưỡi dao rất là đẹp đó. Đó, anh em muốn nó dày hay mịn hay đi gì đó thì anh em thể nhận này. Cái này là máy xay thịt nha. Như này là mịn nè, quá mịn luôn. Mở này thì nó hơi nhẹ. Rồi, cái này 500k nha nè. Số 11. Số 12, mình có một cái con Eto khoang bàn cực kỳ đẹp luôn ha, cực kỳ đẹp luôn. Đây Japan, con này của hãng Aeron, cho nên nó không bị chạy gì hết. Trở đây chạy sơ tí Aeron rất là đẹp luôn. Hàng đây, quay ra quay vô nhẹ bon luôn. Đây anh em xem hàng không bị dập, bị bể, bị vỡ gì hết ha. Đây nữa, con này nó nặng là ổng 7-8 kg vậy nè. Hàm của con này là hàm 75. Nó cao 75 luôn. Rồi, một con Eto cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp. Con này bán giá 1.4 triệu nha. Nặng 7-8 kg đó. Chuyển khoản bao ship ha. Nó đẹp luôn nha, 1.4 triệu. Đó là mã số 12. Nha.
Khá là đẹp luôn ha. Mã số 14. Đây mình có hai cái cây kim cắt của hãng Kaiba của Nhật, cái lưỡi rất là đẹp, cái lưỡi bằng thép nha. Kim, kim này là kim cộng lực nha anh em. Đây là mở khóa này, đây là khóa là này, kim cộng lực. Cái cán của nó vậy chứ kho nó không có vỏ nha. Kim này thì cắt đinh, cắt dây cáp, mang cắt thép rồi dây thắng nó thì vô tư ha. Đó, kim này đó cộng lực. Nói chung được cắt dây dây kiểm thép, anh nhìn cái miệng đó này rất là đẹp ha. Cây này bán 300k nha. Số 14. Kim cộng lực nha, Nhật. Rất là đẹp luôn, hàm không bị một vết. Để số 15 cũng y hệt luôn ha. 15 y hệt cây 3 luôn. Miệng mồm thì ok. Không một vết, không một tỷ vết luôn, cây 3. Khóa lại. Có dây. Rồi, 300k cho 15. Số 16. Một con MCC B, con này chậm đinh ha. ME đây, MCC da băng cán rất đẹp không bể nha. Này rửa thôi, em chưa có đủ thời gian để bị cho mấy anh em. Đây, lưỡi không bị mẻ, không bị gì hết á, không có dấu, không mẻ. Cái này để một là anh em cặp đinh đứng, hai là anh em cắt cái đuôi dây thắng rất là đã ha. Đó, cái này giống cái kia ha. Rồi 300 luôn nha. Cái này mã số 16, 300k. Đẹp nha anh em. Cái cán nó không có bị bể, bị vỡ, không có bị xét, bị mục, không bị mẻ, bị gì hết ha. 17. Một cái cây chuyên cắt tôn của Densan MS40. Đây ha, lưỡi rất là đẹp nha, không á. Cái này cắt tôn cũng cộng lực luôn ha anh em. Cái kiểu của nó là kiểu cộng lực luôn nha, kiểu của nó cũng là kiểu cộng lực luôn ha. Đen này nè, đen du Z-phone E ha, rất là đẹp luôn đó. Cây này thì cũng khá là ngon á. Chiều dài của cái này là 25cm. Rồi, cây này 350 nha. Mã số 17. Mình có một cái cây cần cân lực 1800 của thằng Tohimichi 400 tới 1800 kg lực trên 1 cm². Cái bề này là nó bị ố lên này, nó bị ố lên chứ nó không ảnh hưởng gì cái chất lượng nó. Cây này còn rất là đẹp, chất lượng còn rất là cao. Đây, nghe tiếng là biết rồi ha, rất là ổn, không răng không mẻ. Cái này to, cái này tổng chiều dài là khoảng, cái này bự đó, tổng chiều dài 48cm. Rồi, cái này 900k nha. 900k cho mã số 18. Cái này đáng lẽ nó giá của nó bình thường là khoảng 1.4 nè, 1.4 ha. Nhưng mà nói chung là mọi thứ nó còn cực kỳ ok, rất là ok ha. Em sẽ bán em giá 900 ha. Cái này bán đây về căng bánh sau của xe máy là ok ha. Mã số 18, mã số 19 đi. Còn nữa. Mã số 19.
Rồi, đánh lên một bộ. Mày rửa ra ha, dính dơ. Một bộ này là một bộ gọt dây điện đây, nó có cáp đây. 14 tới 200. 460 200 ha. Đó, anh em sẽ những cái cây cáp á, cáp điện mà loại cái cáp mà cái vỏ cứng á nha. Cái này là cái lưỡi dao đó nè, anh em nhìn cái lưỡi dao rất là đẹp nhưng không mẻ nha. Không mẻ không gì hết ha. Cái những cái loại dây điện mà cái cáp cứng cái dao nó cắt không được á thì anh em phải đưa nó vô trong này. Anh em bóp nó lại rồi em xoay, em cắt cái vỏ đi ha. Rồi em rút ra. Đó là dùng cái cáp điện lực. Đây nó có thước chỉ độ ở đây ha. Đó thì anh em sẽ cắt bằng cái này để gọt vỏ cứng mà gọt chiều ngang. Còn gọt chiều dọc thì anh em sẽ có cái cây này, hai cây này là một bộ ha. Thì cái cây này bốn cái bánh xe nó chạy, bốn bánh xe sống thì anh em cắt xong anh em đưa cái này vô ha, anh em kẹp vô cái này, anh em kẹp vô đây thì anh em sẽ kéo nó đi, thì cái lưỡi dao đây nó làm nhiệm vụ, nó sẽ rọc đường dọc cho cái đó, thì anh em tắt ra ha. Cái này nó dùng cho anh em bên điện lực ha, bên cáp điện. Hai cái này cái vỏ nó dơ thôi anh em. Anh em lấy miếng xi bông rửa sạch sẽ, còn hôm trước khi giao thì em sẽ rửa sạch sẽ cho anh em ha. Bộ này 550 nha, hai cây. Đó, một bộ hai cây, cho nó là mã số 19 nha. 19 550 ha. Thì 550 chạy ra một cây như vậy là nó 200, một cây 250, một cây 300 thì nó không mắc nha anh em. Rồi điện mắc lắm ha. Rồi mã số 19 là hai cây một bộ 550 nha. Chuyển khoản em bao ship anh em. Mã số 20 nay mình bán 20 mã thôi ha. Mã số 20 là một cái cây mở đa năng quạng super. Cây này rất là mắc. Cây này anh em có thể mở được những cái vòng chén này. Cái vòng chén có hai cái lỗ, ổ bi bạc đạn, mở cổ xe rồi gì đó ha, là đều được hết. Đây là nó có cái phi của những cái lỗ trên nửa nhỏ không, hai lỗ. Rồi còn này cái cử để anh em sẽ bung nó ra theo cái kích cỡ mà anh em sẽ cần. Thì con này 7D, con này nó mở tối đa của nó sẽ mở được cái chén để bao nhiêu, em sẽ mở ra cho mấy anh em xem. Em mở con này rất đẹp ha, này của hãng Super Japan D100. Con này nó mở được tối đa là cái phi 100 ha. Nó mở tối đa được cái phi tới 120 nha anh em. 120. Cái này rất là mắc. Nó bằng thép nha anh em. Đó, nó bằng thép. Chưa vô dòng nó hơi khô. Đó, cái này rất đẹp. Cái này 500k nha anh em. Cái này giá mới nó 7.8 nhé. Vẫn có coi rồi ha. Đây là mã số 20 nha. Rồi, clip hôm nay em lên 20 mã cho anh em coi ha. Rồi, xin chào tất cả các anh em, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo nha.